Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với bản tin thời tiết được phát sóng hàng ngày trên lao động.vn. Bản tin dự báo thời tiết trong đêm nay và ngày mai 26 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây. Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, đêm nay ngày 25 tháng 8 và cho tới dạng sáng ngày mai, thì ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ có mưa xào và rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh mưa tàu cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các khu vực vùng núi lũ quét sạt lở đất có thể gây ra tác động rất xấu đến môi trường uy hiếp tính mạng của người dân gây tắc nghẽn giao thông cục bộ làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện phá hủy các công trình dân sinh kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất hoạt động kinh tế xã hội Vậy vậy, quý vị nên theo dõi sát sao tình hình thời tiết để chủ động lịch trình và tránh gặp nguy hiểm. Trong ngày mai 26 tháng 8, thì ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có nơi nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến là từ 45 đến 55%. Quý vị cũng nên lưu ý là nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí là có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông và đường nhựa. Dưới đây là thông tin chi tiết. Về thời tiết biển, khu vực quần đảo Hoàng Sa được dự báo có mưa rào và rông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Trong khi đó, thì khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào dày rác và có nơi có rông. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Theo dự báo của Trung tâm Khí hậu trên thế giới và Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trạng thái El Nino có khả năng kéo dài đến hết năm 2023 và sang đầu năm 2024 với xác suất từ 80 đến 90%. Theo dự báo trong tháng 9, tổng lượng mưa khu vực Nam Bộ sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm với tổng lượng mưa tháng phổ biến trong khoảng từ 250 đến 450 mm. Mưa nhiều với khá nhiều ngày có mưa trên diện rộng với nhiều đợt có mưa vừa mưa to nhiệt độ trung bình hầu hết cao hơn trung bình nhiều năm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết trong đêm nay và ngày mai 26 tháng 8 của Báo Lao Động. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.